học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, tổ quốc và nhân loại. Đó là lời tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới cho quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước hoàn cảnh lịch sử đặc biệt ấy, chính là điều kiện trực tiếp để Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhomtech, Đại học Trần Đại Nghĩa bắt đầu lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành. Trải qua 40 năm với 6 lần thay đổi tên gọi, nhưng nhiệm vụ đào tạo vẫn không hề thay đổi mà liên tục phát triển. Tiền thân từ trường sơ cấp kỹ thuật B-754 sau giải phóng, ngày 12 tháng 5 năm 1975, BK-19 thuộc Trung đoàn 27, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, bàn giao cho Tổng cục Kỹ thuật trường quân cụ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Đó chính là dấu mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời của trường cho đến ngày hôm nay. Ngày 23 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2345 QĐTT về việc thành lập trường Đại học Trần Đại Nghĩa với nhiệm vụ xây dựng nhà trường thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật có uy tín trong hệ thống nhà trường quân đội và hệ thống giáo dục quốc dân, với sứ mạng là trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đa cấp, đa ngành, chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia và ngang tầm khu vực, là địa chỉ cung cấp đội ngũ sĩ quan kỹ thuật, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có đủ phẩm chất, năng lực. Đến nay, nhà trường đã có thêm một cơ sở đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, trình độ trung cấp ngành quân khí, tương lai sẽ thành lập trung tâm huấn luyện thực hành tại đây. Đó là một chặng đường đánh dấu sự tiến bộ không ngừng của trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng cao trong quân đội và khu vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật cấp phân đội có trình độ đại học, cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn kết chặt chẽ với chiến lược quốc phòng an ninh, yêu cầu xây dựng phát triển của quân đội, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong xu thế hội nhập. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, thì cái đoàn của chúng tôi có 9 đồng chí được Tổng cục Kỹ thuật điều về trường quân cũ, tức là B-754, để mà tiếp quản toàn bộ cái cơ sở vật chất và trang thiết bị của cái trường. Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo chúng tôi là sử dụng lại toàn bộ nhân viên cũ và giáo viên cũ của chế độ ngụy thì để mà tổ chức huấn luyện. Thì tôi thấy đó là một cái đường lối chủ trương rất là sáng suốt. Về giáo trình, về chương trình thì chúng tôi tự biên soạn. Đến ngày 15 tháng 6 năm 1975 thì chúng tôi đã mở được cái lớp bồi dưỡng, bổ túc bồi dưỡng đầu trang bị hệ 2 đầu tiên của cái trường, gọi là lúc đó gọi là trường B-754. Chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của nhà trường là một chặng đường đầy khó khăn. Từ sự thiếu thốn về con người, vật chất chưa lúc nào đủ theo số lượng biên chế, sự nâng cấp của nhà trường, trình độ của đội ngũ cán bộ giáo viên chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Tài liệu, giáo trình, mô hình học cụ với sự hiểu biết của đội ngũ nhà trường còn những hạn chế nhất định. Với tinh thần tự lực tự cường, nhà trường đã động viên mọi lực lượng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chủ động sáng tạo trong mọi công việc, phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng cán bộ nhà trường chính quy, có đời sống vật chất tinh thần ngày càng toàn diện về mọi mặt, bồi dưỡng cán bộ giáo viên trẻ, đảm bảo công bằng, giữ nghiêm kỷ cương và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ nhà giáo trong hoạt động giáo dục và đào tạo, nêu cao ý thức tự trọng của nghề nghiệp, sự mẫu mực của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm xây dựng trường đại học ngày càng phát triển về chất lượng. Xây dựng nhà trường thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật có uy tín trong hệ thống nhà trường quân đội và hệ thống giáo dục quốc dân. Sẽ cho ra lò
những kỹ sư cử nhân có chất lượng cao phục vụ trong quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Đại học Trần Đại Nghĩa đã kiện toàn nội dung và chất lượng, được Tổng cục Kỹ thuật đánh giá là một trong những ngôi trường quân đội đào tạo chất lượng cao. Đó chính là yêu cầu, là nhiệm vụ, là những thành quả đạt được trong 40 năm qua của nhà trường nhằm phục vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhà nước và quân đội giao cho. Những chặng đường đã qua và những thành quả ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo của trường. Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên đã viết nên truyền thống vẻ vang của nhà trường. Để giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang đó, các thế hệ hôm nay và mai sau cần phải tiếp tục xác định trách nhiệm để bồi đắp và viết tiếp, làm giàu thêm cái thành tích của nhà trường. Thực hiện được điều đó, chúng tôi xác định trong thời gian tới phải tiếp tục đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ bản vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhân dân và với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung, tổ chức, phương pháp dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học, tăng cường cái công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh cái công tác nghiên cứu khoa học, coi giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai cái nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà trường. Phải từng bước tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, phải đẩy mạnh cái hợp tác đào tạo với các trường trong và ngoài quân đội, trong và ngoài nước, xác định phải tích cực chăm lo, cải thiện rồi nâng cao cái đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên. Xác định, ngoài việc tổ chức đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học kỹ thuật và các trình độ khác như hiện nay, nhà trường phấn đấu hướng tới đào tạo sau đại học. Vì vậy, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, chuẩn hóa các yếu tố của trường đại học và trở thành trung tâm đào tạo cán bộ phân đội và nghiên cứu khoa học của quân đội, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều nội dung. Tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn của một trường đào tạo trình độ đại học, đảm bảo ổn định phát triển và hội nhập. Xây dựng Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự trở thành một nhà trường chính quy có uy tín trong hệ thống nhà trường quân đội và hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Đây là yêu cầu nhiệm vụ xuyên suốt, vừa mang tính cấp thiết trước mắt cũng như cơ bản lâu dài. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân viên về nhiệm vụ xây dựng nhà trường chính quy trong tình hình mới. Trong thời gian vừa qua thì Đảng ủy nhà trường cũng đã thực hiện tốt các cái quy trình cũng như về kế hoạch tuyển chọn bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng về cái phẩm chất đạo đức, cái tinh thần trách nhiệm với công việc, phát huy cái vai trò của cấp ủy, vai trò của tổ chức đảng trong cái việc là giáo dục, động viên, bồi dưỡng, định hướng cho mỗi là cán bộ giáo viên là nâng cao được cái bản lĩnh chính trị, rồi giữ gìn, giữ vững được cái phẩm chất đạo đức lối sống và hoàn thiện về cái phương pháp tác phong công tác. Đến nay, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa đã có những thay đổi rõ rệt. Khung cảnh nhà trường với diện mạo mới, nhiều vườn hoa, cây cảnh, hệ thống bảng tin, pano từ cổng trường đến các cơ quan đơn vị, được sự quan tâm của các cấp các ngành và bằng sự nỗ lực của nhà trường, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu yêu cầu đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật trình độ đại học. Trường đã có diện tích xây dựng cơ bản rộng rãi quy mô, hệ thống giảng đường khang trang, giảng đường học lý thuyết 50 phòng, diện tích 80-90m2, một hội trường lớn, 3 phòng lát, 3 phòng học chuyên dùng, 5 phòng học thực hành tin học,
các phòng thí nghiệm, phòng học chuyên dùng, các phòng học đều đã được trang bị các thiết bị phần mềm dạy học theo phương thức lập trình mô phỏng. Việc ứng dụng các phần mềm mô phỏng vào giảng dạy giúp người học nắm nội dung sát thực tế, chi tiết, sinh động, phát huy cao khả năng tự nghiên cứu sáng tạo của học viên, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong tình hình mới. Trường thực hành khá đồng bộ, hiện đại. Thư viện điện tử của nhà trường liên tục được nâng cấp, trong đó diện tích phòng đọc 100m² với số lượng sách trên 13.000 đầu sách với trên 65.000 quyển cập nhật. Tất cả được hiện đại hóa nhằm phục vụ tối đa cho các hoạt động học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên và giáo viên toàn trường. Bên cạnh đào tạo kiến thức văn hóa song song với việc bồi dưỡng chính trị, hàng năm nhà trường còn tổ chức nâng cao huấn luyện tập duyệt cho đội ngũ cán bộ giảng viên, học viên và sinh viên trong trường. Mục tiêu là đào tạo những thanh niên, những quân nhân có đủ tiêu chuẩn quy định, trở thành sĩ quan kỹ thuật cấp phân đội, có trình độ đại học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý, huấn luyện bộ đội. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư, có tiềm năng phát triển lâu dài. Mục tiêu đào tạo của nhà trường ra là học viên là sẽ trở thành là kỹ sư, sĩ quan, đảng viên. Như vậy là ngoài cái kiến thức chuyên môn thì học viên phải được trang bị những kiến thức về chiến thuật, về binh chủng của thành, và đặc biệt là kiến thức về công tác tham mưu kỹ thuật để sau này về làm công tác bảo đảm kỹ thuật ở đơn vị. Chính vì vậy hàng năm chúng tôi phải đưa học viên đi diễn tập, thực tập ở ngoài đơn vị. Công tác đảng, công tác chính trị luôn được coi trọng, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong các nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh của nhà trường. Các tổ chức đảng thường xuyên được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng, đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần luôn chủ động bám sát nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời trong các hoạt động giáo dục đào tạo và chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên. Việc đưa vào sản xuất thực phẩm trực tiếp tại cơ sở 2 đã giúp cho đời sống vật chất phục vụ trong mỗi bữa ăn của các học viên, sinh viên, giáo viên và cán bộ nhà trường ngày càng tốt hơn. Cùng với việc chăm lo kiến thức, việc rèn luyện sức khỏe của học viên, sinh viên được nhà trường rất quan tâm và chú trọng. Với hệ thống sân tập tốt để học viên, sinh viên và giáo viên trong trường rèn luyện sức khỏe, góc sinh hoạt và học tập gọn gàng ngăn nắp, chuẩn theo tác phong quân đội. Chương trình văn hóa văn nghệ quan hệ cộng đồng tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên hai địa bàn trường đóng quân. Ngoài ra học viên của trường còn tham gia những chương trình thiện nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi ngày Chủ nhật, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp bà con dọn dẹp tạo quang cảnh môi trường xanh, tham gia viếng nghĩa trang liệt sĩ, giao lưu văn hóa văn nghệ. Những việc làm trên là tiền đề xây dựng nên những con người trong thời kỳ mới, đảm bảo toàn diện mọi mặt với mỗi học viên. Những đợt học dã ngoại, những dịp đi thực tế ở đơn vị là cơ sở để giáo viên, học viên nghiên cứu soi dọi, kiểm nghiệm kiến thức ở nhà trường. Qua đó, bổ sung điều chỉnh nội dung, thời gian học tập cho phù hợp, sát với yêu cầu của đơn vị, của chiến trường. Trong suốt chặng đường lịch sử, dù đến bất cứ nơi đâu, ở bất cứ nơi nào, nhà trường luôn thực hiện tốt chức năng của đội quân công tác, đã xây dựng và để lại dấu ấn tốt đẹp với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, các đơn vị bạn, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, làm chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển của nhà trường. Hiện nay trường có 12 khoa, 44 bộ môn và 5 phòng, chính trị, đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, tham mưu hành chính, 3 ban, tài chính, khoa học quân sự, khảo thí đảm bảo chất lượng đào tạo, 5 tiểu đoàn quản lý học viên. Từ nhiều năm nay, nhà trường đã chú trọng đến việc mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ bổ sung kiến thức với các nước. Việc mở rộng quốc tế và tăng cường liên kết với các cơ quan khoa học đào tạo bên ngoài có ý nghĩa hết sức quan trọng, nâng cao năng lực kiến thức phù hợp với hội nhập và chất lượng cho giảng viên và học viên, phù hợp với phương châm đổi mới sáng tạo, chính quy, chất lượng nhà trường.
phát huy truyền thống xây dựng, phát triển và trưởng thành, thì cho đến nay sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường đã có những bước phát triển khởi sắc. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, chúng tôi hôm nay đã và đang tiếp tục góp phần viết tiếp những trang sử của nhà trường trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đã có nhiều biện pháp để cải thiện và hiện đại hóa quản lý điều hành trong giáo dục đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại một cách toàn diện để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Xuyên suốt một chặng đường phát triển hội nhập với phương châm bám sát vai trò nội lực của các thời kỳ, từ những ngày đầu thành lập đơn vị chỉ có 9 nhân sự từ các trường đại học cao đẳng, đến nay bộ máy hoạt động của trường đã có trên 600 nhân sự, đội ngũ giảng viên giảng dạy đại học 80% có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó 25 giảng viên có trình độ tiến sĩ. Nhà trường đã có 16 giảng viên được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhiều giảng viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi các cấp. Mặc dù năng lực trình độ chuyên môn từ nhiều nguồn đào tạo khác nhau, nhưng với tinh thần đoàn kết và ý thức xây dựng đất nước, phát huy truyền thống của nhà trường, cán bộ giáo viên của trường đã kịp thời phối hợp, không quản ngại gian khổ, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện ngay chương trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Mỗi người thầy của nhà trường là một sự điển hình về sự lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của người bộ đội, giúp cho các học viên, sinh viên có niềm tin vào đạo đức, nhờ sự truyền lửa niềm tin của người dạy từ trong chất lượng tác phong và bài giảng. Có thể nói, đến nay nhà trường đã có một đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ tốt, có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, giàu tâm huyết, đồng tâm hiệp lực, tích cực trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường. Nhờ vậy, nhiều năm qua, đội ngũ giảng viên của trường đã có những đóng góp quan trọng, góp phần tạo nên nhiều thành tích tốt trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong cải tiến nội dung chương trình đào tạo và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào giảng dạy. Trong suốt quá trình giảng dạy thì để đảm bảo chất lượng giảng dạy thì tôi luôn luôn nghiên cứu tìm tòi để đổi mới, để áp dụng các phương pháp giảng dạy làm sao cho phù hợp nhất, tốt nhất đối với từng giờ học và từng đối tượng. Luôn luôn là biết tận dụng là phương tiện dạy học, mô hình học cụ cũng như trang thiết bị kỹ thuật hiện có của khoa, của nhà trường, và luôn luôn gắn bài học của mình, liên hệ bài học của mình với bài giảng của mình với thực tiễn, khuyến khích động viên người học là tự học, tự tìm hiểu kiến thức, và luôn khuyến khích các em là tư duy sáng tạo, độc lập, khuyến khích các em là phản hồi, trao đổi với mình cả về kiến thức, cả về phương pháp giảng dạy của mình để điều chỉnh cho phù hợp. Trước tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng và chứa đựng nhiều yếu tố khôn lường, Tổng cục Kỹ thuật xác định đây là cơ sở quan trọng, sự nghiệp tương lai của dân tộc phụ thuộc vào tương lai của sự nghiệp chồng người. Vì vậy, vấn đề tri thức trong cơn lốc toàn cầu hóa đang là những đòi hỏi thách thức mà mỗi người thầy, mỗi người cán bộ đều tâm huyết tiến lên tiếp bước những thế hệ cha anh, những người đi trước, phát triển xây dựng trường cho đến ngày hôm nay. Trong 40 năm qua, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến liên tục và trưởng thành vượt bậc. Mỗi công chức, giáo viên, học viên, sinh viên của trường hôm nay có thêm lòng tự hào, tranh thủ cơ hội đẩy lùi thách thức, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra, đào tạo những người cán bộ trong giai đoạn mới, đủ bản lĩnh năng lực trong quá trình phục vụ cho quân đội và đất nước. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm nhiệm tốt chức trách nhiệm vụ được giao và có hướng phát triển, nhiều đồng chí học viên của trường đã trở thành cán bộ chủ chốt ở các đơn vị và trở thành nhà giáo ưu tú trong các nhà trường quân đội. Cá nhân tôi là một cái thành viên mà được về trường sớm nhất và được đào tạo cơ bản nhất, và trở thành một người thầy hiện nay là cũng có cái thâm niên dạy lâu năm nhất, thì đối tôi là riêng cá nhân tôi là một cái tri ân rất là lớn đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của nhà trường đã tạo cái ươm mầm cho các thế hệ phát triển. Và tôi cũng mong sao là cái lực lượng kế cận tôi luôn có cái ý thức, nó chính là cái
cái 10 lời thề danh dự của quân nhân. Trước thời đại mới, các cử nhân kỹ thuật được đào tạo tại trường, rất nhiều người trở thành những hiền tài của đất nước, vừa hồng vừa chuyên, hiện đang công tác tại các cơ sở kỹ thuật trong các cơ quan nhà nước, luôn được đánh giá cao. Trong đó đã có nhiều người đang giữ trọng trách quan trọng. Cách đây hơn 30 năm, tôi đã vinh dự được học tại trường sĩ quan kỹ thuật Vinampic. Có thể nói rằng là đấy là những năm tháng không thể nào quên. Những năm tháng học tại nhà trường thì chúng tôi đã được học rất là nhiều điều. Mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn thấy rằng đấy là những cái bài học đầu tiên chúng tôi vẫn tiếp tục nhớ và vận dụng vào những cái quá trình học tập và công tác sau này. Đặc biệt trong các phong trào nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa tham gia trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học tại Hội nghị Phối hợp Khoa học và Công nghệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hà Nội được đánh giá cao. Đội tuyển Olympic của trường đã tham gia kỳ thi Olympic Toán học, Vật lý, Cơ học sinh viên toàn quốc, hàng năm đều đạt nhiều giải thưởng cao ở 3 nội dung: trắc nghiệm, giải bài tập và thực nghiệm. Đội tuyển Robocon của nhà trường được đánh giá là một trong những đội mạnh trong các cuộc thi Robocon do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Đội Robocon của nhà trường đã giành được nhiều giải thưởng đáng khích lệ. Để đạt được kết quả đó, phần lớn là nhờ vào sự nỗ lực của cán bộ lãnh đạo, giảng viên, liên tục bồi dưỡng tuyên truyền về lịch sử và truyền thống của nhà trường và nhà khoa học Trần Đại Nghĩa, để các em cố gắng học tập và phát huy cao khả năng sáng tạo của mình. Với bề dày truyền thống ấy mà mỗi học viên và sinh viên của trường luôn cố gắng để xứng danh với nhà khoa học Trần Đại Nghĩa. Tôi rất vinh dự là một học viên của trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, ngôi trường mang tên giáo sư Thiếu tướng Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Để phát huy truyền thống của nhà trường, chúng tôi những thế hệ học viên luôn cố gắng quyết tâm học tập, rèn luyện để trở thành một người kỹ sư tương lai và một người sĩ quan chỉ huy kỹ thuật quân sự trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quá trình phấn đấu bền bỉ liên tục vượt mọi khó khăn thử thách, trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Đại học Trần Đại Nghĩa đã đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, trưởng thành lớn mạnh không ngừng, lập nên bao thành tích. Chiến công lớn nhất của nhà trường là đã đào tạo ra những đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có đủ đức và tài cho quân đội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục đào tạo được giữ vững, nền nếp chính quy tiếp tục được xây dựng và củng cố. Nhà trường ổn định và phát triển vững chắc, đã góp phần xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiếp tục khẳng định vị thế uy tín của nhà trường trong hệ thống nhà trường quân đội và trong hệ thống giáo dục quốc dân. 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa đã xây dựng nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp ngành và cấp cơ sở do giáo viên, học viên, sinh viên của nhà trường chủ trì, thực hiện thành công, đã phục vụ đắc lực cho công tác kỹ thuật trong quân đội, cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và trực tiếp phục vụ nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường, đã đào tạo được hơn 15.000 cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, hơn 600 cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Nhiều học viên của nước bạn sau khi về nước đã trở thành tướng lĩnh trong quân đội và tiếp tục quay lại trường để bồi dưỡng năng lực chỉ huy và cập nhật kiến thức mới. Chúng tôi đã học tại đây từ 28 năm trước đấy mà nhà trường được đã giúp đỡ cho những kiến thức như chuyên ngành, chuyên môn về quân sự, lịch sử Đảng, lịch sử chính trị, lịch sử quân sự. Mà những cái nhiều mà mình đã học tại đây giúp đỡ cho mình những cái mà khi về nước thì để cho mình giúp cho Quân đội Nhân dân Campuchia được phát triển. Và nghề ngành mà đã học tại đây, thầy giáo, nhà trường đây rất là thiết tha với cả anh
tại đây. Thì từ 28 năm trước khi mà tới nay thì chúng tôi đã được sang đây một lần nữa để đem theo những cả giáo viên để tập huấn tại đây một lần nữa. Thì cảm thấy là sự phát triển của nhà trường rất là cao và có khả năng trình độ rất là cao. Hàng năm, nhà trường tham gia giáo dục quốc phòng cho 10.000 đến 15.000 lượt sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thuộc trường có nhiệm vụ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách. Lưu lượng 400 đến 500 học viên một năm, các đối tượng khác khoảng 1.000 học viên một tháng. Trung tâm ngoại ngữ tin học thuộc trường có nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, Hàn, Nhật, Trung tin học cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn với lực lượng hàng nghìn học viên một năm. Với những thành tích nổi bật trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, quản lý, nghiên cứu khoa học, nhà trường được Bộ Tổng tham mưu đánh giá là một trong những trường đi đầu toàn quân về lĩnh vực này. Cán bộ giáo viên trường Đại học Trần Đại Nghĩa đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Chính phủ và Bộ Quốc phòng và nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo. Những tặng thưởng đó là minh chứng hùng hồn mà những cống hiến thầm lặng của cán bộ giáo viên của trường mang lại. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa là một cái trường có thể nói là đảm bảo cho cái việc đào tạo cán bộ nhân viên kỹ thuật của quân đội ta, đặc biệt là bảo đảm cho khu vực phía Nam. Trong 40 năm qua có thể nói nhà trường hoàn thành rất là tốt sứ mạng của mình. Sản phẩm của nhà trường là các em học viên, các đồng chí học viên qua các thời kỳ đã cung cấp cho lực lượng kỹ thuật nói riêng và các lực lượng khác trong toàn quân ở phía Nam bảo đảm duy trì cái hệ thống cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở phía Nam là rất tốt. Có thể nói là nhiều đồng chí do trường Đại học Trần Đại Nghĩa, hay nói khác trước đây là trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, có thể nói là đã đào tạo và cung cấp cho quân đội, đặc biệt các đơn vị phía Nam, một cái lực lượng cán bộ kỹ thuật hùng hậu và duy trì được cái đội ngũ cũng như là cái hệ thống tổ chức của ngành kỹ thuật ở phía Nam là bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Như vậy là chẳng những đào tạo các sĩ quan kỹ thuật ưu tú cho quân đội, nhà trường còn phải đào tạo trong góp phần xây dựng cái đội ngũ trí thức để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía Nam nói riêng và có thể nói là sánh vai cùng với các cái trường đại học ở trong khu vực. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Kỹ thuật, với tinh thần quốc tế cao cả, sự yêu mến Việt Nam của Quân đội Quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức, sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của các học viện, nhà trường, các đơn vị bạn của địa phương đối với nhà trường, sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của đội ngũ cán bộ, giáo viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên, nhà trường đã từng bước trưởng thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Mỗi cán bộ và giảng viên, học viên, sinh viên của trường ý thức vinh dự và tự hào ra sức phấn đấu hoàn thành sứ mệnh trách nhiệm từ nền tảng xây dựng 40 năm với thế và lực hôm nay, trường Đại học Trần Đại Nghĩa chắc chắn tạo nên sức bật mới, ngày càng phát triển về chiều sâu, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ngày càng cao về đào tạo, nghiên cứu khoa học mà nhà nước và quân đội giao phó, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau, viết tiếp những trang sử của nhà trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với vị trí vai trò của một nhà trường đào tạo sĩ quan kỹ thuật quân sự ở khu vực phía Nam, xây dựng nhà trường đoàn kết thống nhất, năng sáng tạo, tự lực tự cường từ nền tảng xây dựng 40 năm, luôn là lá cờ đầu, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của nhà trường và Tổng cục Kỹ thuật.